Hôm 13 tháng 12, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc mang động cơ chính trị đối với blogger nổi tiếng Phạm Đoan Trang và trả tự do cho bà ngay lập tức. Human Rights Watch ra thông cáo này một ngày trước khi một phiên tòa sơ thẩm ở Hà Nội dự kiến sẽ xét xử bà Trang vào ngày 14 tháng 12 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999 với khung hình phạt tối đa tới 12 năm tù. Ông Phil Robertson, phó giám đốc ban châu Á của Human Rights nói trong thông cáo, blogger năng động Phạm Đoan Trang phải đối mặt với đòn trả thù nặng nề của chính quyền vì những hoạt động ủng hộ tự do biểu đạt, tự do báo chí và nhân quyền của bà trong suốt một thập niên qua. Qua việc truy tố bà, nhà cầm quyền Việt Nam bộc lộ sự lo sợ của họ đến mức nào đối với các tiếng nói chỉ trích có ảnh hưởng ông Robertson nhận định. Bà Phạm Đoan Trang, 43 tuổi, bị công an bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Sau đó bà bị áp giải ra Hà Nội. Trước khi đưa ra cáo trạng chính thức vào tháng 10 năm 2021, chính quyền đã giam giữ bà hơn một năm mà không cho tiếp xúc với luật sư và gia đình. Vào tháng 10, truyền thông nhà nước trích cáo trạng của Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội cho biết từ ngày 16 tháng 11 năm 2017 đến ngày 5 tháng 12 năm 2018, bà Trang có hành vi làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống phá nhà nước ngoài ra viện kiểm sát còn quy kết bà trang đã trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài cụ thể như đài bbc news tiếng việt và đài á châu tự do afa với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước cũng như phỉ báng chính quyền nhân dân